Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Lee Dong-wook sẽ kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Nam ca sĩ 38 tuổi sẽ cưới bạn gái kém anh 6 tuổi, một cô gái xinh đẹp, có tính cách tốt và không làm việc trong ngành giải trí. Cặp đôi đã quen biết nhau từ 13 năm trước, nhưng phải đến năm 2022 mới bắt đầu hẹn hò. Đám cưới sẽ được tổ chức tại Seoul vào ngày 25 tháng 8. Ngay lập tức, thông tin này đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc. Lý do là bởi netizen tưởng nhầm chú rể ở đây là tài tử Goblin Lee Dong-wook. Chú rể trong tin tức trên là nam ca sĩ với nghệ danh TU, thành viên nhóm nhạc Blossom. Chỉ vì hai người trùng tên, cư dân mạng tưởng nhầm rằng tài tử Lee Dong-wook bất ngờ kết hôn. Trên mạng xã hội, netizen đã để lại lời chúc mừng nam ca sĩ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi nhân vật chính không phải tài tử Goblin. Muốn bật ngửa luôn đó, mình đưa cả mặt ra đó, nhưng giờ có thể cười được rồi, chúc mừng anh nhé. Hóa ra là người khác, ha ha. Ôi, tay tôi toát hết mồ hôi lạnh, tôi đã bị sốc. Thật lòng chúc phúc cho anh, thở phào. Nam ca sĩ Lee Dong-wook sinh năm 1986 ra mắt với tên thật trong nhóm DNT vào năm 2008. Nhóm có một số ca khúc nổi tiếng như I Have a Lover, Insanely Breasty, How the Heart Loves, Knock Knock. Đến năm 2015, anh tái ra mắt với nhóm Plus M, đổi nghệ danh thành TU và chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Nhóm nhạc này nhận được sự yêu mến rất lớn từ công chúng Nhật Bản. Năm 2019, Lee Dong-wook ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Năm ngoái, anh thành lập công ty tổ chức sự kiện Aces Company. Công ty này đã tổ chức nhiều sự kiện thành công như fan meeting của Kim Jong-kook, Namjoon Apin, Teen Talk và concert It's Voice in Tokyo, có sự góp mặt của Jin Jin, MJ Astro, CIS, Inshine. Trong khi đó, tài tử Lee Dong-wook sinh năm 1981 bắt đầu bước chân vào làng giải trí năm 1999. Tên tuổi nam diễn viên bùng nổ với vai diễn trong Cô em họ Bất đắc dĩ năm 2005. Kể từ đó đến nay, Lee Dong-wook ghi dấu ấn qua nhiều phim như Goblin, Ông Hoàng Khách Sạn, Sinh Mệnh, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly. Lee Dong-wook là một trong những diễn viên hiếm hoa của K-pop, giữ vững phong độ và ngày càng nổi tiếng theo thời gian. Tính đến nay đã 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn là một trong những ngôi sao hạng A được khán giả săn đón và yêu thích. Thành công trong sự nghiệp, nhưng Lee Dong-wook có chuyện tình duyên khá lận đận. Tài tử sinh năm 1981 từng thừa nhận đã mắc kẹt trong cuộc sống vì không mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lee Dong-wook từng đóng cặp với nhiều sao nữ xinh đẹp trẻ trung và nổi tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên ít khi bị đồn hay nghi ngờ phim giả tình thật với bạn diễn. Trong quá khứ, Lee Da-hee được ví như người tình màn ảnh của Lee Dong-wook. Cả hai bị đồn yêu nhau sau lần hợp tác trong phim Cô em họ Bất đắc dĩ năm 2005. Lúc bấy giờ, ngoại hình xứng đôi cùng phản ứng hóa học ăn ý trong phim khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi thực sự có tình cảm. Tuy nhiên, cả hai diễn viên đều lên tiếng xác nhận chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thân thiết. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng là bạn gái tin đồn của Lee Dong-wook như Jessica, cựu thành viên SNSD, Kim Hyun-joo, Kim Suna, Eunjin. Tuy nhiên, tài tử họ Lee chưa lên tiếng xác nhận yêu bất kỳ ai. Mối tình đầu tiên và duy nhất mà Lee Dong-wook công khai cho đến hiện tại là Suzy, cựu thành viên nhóm nhạc MIT-ACE. Cả hai xác nhận mối quan hệ từ tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, chuyện tình chú cháu hơn kém nhau 13 tuổi khiến cộng đồng mạng lúc bấy giờ dấy lên tranh cãi. Cuối cùng, cả hai quyết định chia tay vào tháng 7 cùng năm vì lý do lịch trình bận rộn. Kết thúc chuyện tình chỉ công khai vỏn vẹn 4 tháng. Từ đó, Lee Dong-wook trở lại cuộc sống độc thân, trở thành một trong những quý ông điển trai ế bền vững của showbiz Hàn. Trong chương trình Talk Is On The Block phát hành trên kênh YouTube năm 2022, Lee Dong-wook lần đầu chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng. Tôi không thực sự có một hình mẫu lý tưởng nhất định nào về mặt ngoại hình, nhưng tôi nghĩ nếu một cô gái có mái tóc ngắn sẽ trông rất đẹp và khiến tôi bị thu hút nhiều hơn. Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết anh muốn gặp người phụ nữ của đời mình một cách tự nhiên nhất. Anh hy vọng vô tình ngồi cạnh một cô gái hợp với mình trên chuyến bay đi công tác nước ngoài, nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Khi được hỏi về độ tuổi lý tưởng để kết hôn, Lee Dong-wook tiết lộ rất có thể sẽ lập gia đình trước tuổi 50. Tài tử từng tự nhận mình là người khô khan, ít biểu lộ tình cảm với người khác, cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào. Do đó, anh rất khó khăn trong việc chinh phục một cô gái và giữ cô ấy ở bên mình.